Hello, xin chào các bạn. Chào các bạn đã quay lại kênh YouTube của Tố Lê. Thì hôm nay mình phát hiện ở gần nhà của mình ở thì có một cái khu vườn gọi là khu vườn hoa, rất là đẹp luôn. Thì mình cũng muốn chia sẻ những hình ảnh này đến với tất cả các bạn. Hy vọng là các bạn sẽ thích cái video này và ủng hộ cha Tố Lê. Thì thực tình thì mình cứ nghĩ ở Đà Lạt thì hoa nó rất là nhiều, nhưng mà không ngờ là ở cái quê, vùng quê của mình là thời tiết nó rất là khắc nghiệt. Thời tiết ở đây nó khắc nghiệt lắm các bạn ạ, nóng nắng thất thường nữa. Nhưng mà ở đây lại có một cái vườn hoa. Cái vườn hoa này đặc biệt đủ màu sắc luôn. Về Tố Lê sẽ ghi hình lại những cái hình ảnh mà những cái hoa đẹp ở cái vườn hoa này cho các bạn xem. Mời các bạn dạo quanh vòng hoa, vườn hoa này với mình để xem thử ở đây họ trồng hoa đẹp như thế nào nha. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Chúc các bạn vui vẻ. Này là vườn hoa tại thôn Mỹ Đồng, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh. Tố Lê rất là bất ngờ khi mà bước chân vào cái vườn hoa này. Trời ơi, các bạn ơi, nó đủ màu sắc luôn, rất là đẹp. Này là cái cổng vào của vườn hoa này các bạn. Ở đây thì một số chị thì có đi tham quan cái vườn hoa. Về Tố Lê sẽ đi sát gần hơn trong cái vườn hoa nữa các bạn. Ở đây mình thấy cái thứ nhất đó là phong cảnh nó rất là đẹp. Ở đây thiết kế theo những cái vàng, những cái tầng bằng tre như thế này. Cái vườn hoa thì mình thấy nó không có lớn lắm, diện tích thì không có rộng. Nhưng mà ở đây cái anh chủ mà trồng hoa, anh bố trí một cái không gian cảnh rất là đẹp luôn. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì mình cũng không gặp được cái anh chủ bông lá. Nghe nói là anh này ảnh còn thanh niên thôi, chắc cũng nhỏ thôi. Có thể là bây giờ anh đang đi ra phố hay là gì đó, mình không thấy. Nhưng mà cái này là những cái kết quả mà những cái cây hoa mà tự tay ảnh trồng nè các bạn. Trời ơi, mình thấy nó đủ màu sắc, không khác gì một cái vườn hoa ở Đà Lạt hết. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn đến một cái vườn hoa cẩm chướng. Này là hoa cẩm chướng. Ồ, cái này là lần đầu tiên Tố Lê mới thấy. Cứ nghĩ là những cái hoa này thì ở Đà Lạt mới có thôi. Nó rất là đẹp luôn, đủ sắc màu. Bên này là hoa dạ thảo. Ở đây thiết kế những cái dàn hoa cũng rất là đẹp luôn. Mình vô là mình thấy mình mê luôn à. Ở xung quanh cái vườn hoa này là những cái cánh đồng ruộng. Cho nên khi mà bước vào vườn hoa thì thời tiết ở đây rất là mát mẻ. Này là những cái chậu hoa dạ thảo được treo lơ lửng trên cái dàn hoa. Các bạn nhìn thấy là hoa nó có đủ sắc đủ màu luôn. Trời ơi, mình thấy đẹp quá đi. Cái này hoa màu hồng, chuyển sang này là hoa màu tím. Nếu mà có thể được thì mình sẽ ráng đợi cái anh mà chủ trồng hoa này về để mình có thể hỏi thăm ảnh về cái cách trồng hoa, cách chăm bón như thế nào. Mình là ở thuộc Khánh Hòa, ở phía bắc của tỉnh Khánh Hòa. Vạn Ninh là thuộc cái huyện mà cuối cùng của tỉnh Khánh Hòa về hướng bắc. Thì ở đây mình thấy thời tiết nó nắng lắm à, chứ không phải đơn giản mà trồng được những cái chậu hoa đẹp như thế này. Này là một chậu hoa dạ thảo màu hồng. Mình thấy đẹp quá đi. Chậu nào nó cũng đẹp hết. Đây là cũng một hoa dạ thảo nữa.
Này là một cái dàn hoa khác. Ồ, ở đây mình nhìn thấy cái hoa màu tím, cũng không biết là hoa gì nữa. Ồ, đẹp quá. Nó đủ màu sắc luôn các bạn. Ở đây gió rất là mát cho nên các bạn nhìn thấy là những cái cánh hoa nó đu đưa. Chỉ có bao nhiêu đó thôi là mình thấy cũng đã đẹp lắm rồi đó. Hoa này vừa để trên cái dàn hoa mà cũng có vừa treo lên. Cũng có đẹp quá. Mình thấy xem mà đẹp quá đi, hoa nào cũng đẹp hết. Rất là nhiều các bạn. Chắc là khi ghi hình xong thì Tố Lê cũng sẽ mua vài cái chậu này để về treo. Không thể nào mà không mua được. Thì nó quá đẹp luôn. Một cái chậu hoa như thế này thì mình thấy hoa quá nhiều luôn. Nó đặt hết một cái chậu như vậy đó. Ở đây không phải là hoa dạ thảo không các bạn, mà còn có kể hoa mồng ghè và nhiều cái loại hoa khác nữa. Đây là những cái luống hoa. Các bạn nhìn xe phía xe kia toàn là hoa không? Nó cũng giống như là một cái vườn hoa ở Đà Lạt thôi. Cái này là màu đỏ nhung nè. À, cái hoa này là nó có cái màu vàng. Màu vàng này cũng rất là đặc trưng. Hello, chào em. Dạ, em chào kênh YouTube của chị gì hả? Tố Lê. Dạ, em chào kênh YouTube của chị Tố Lê. À, hiện tại thì chị có nghe ở trên cái thôn Mỹ Đồng của mình thì có một cái vườn hoa rất là nổi tiếng. Dạ. Và chị cũng bất ngờ là được gặp em ở đây. À, em còn quá trẻ nhưng mà sao mà em khéo tay quá. À, cho chị xin hỏi là cái hoa ở trước này là hoa gì vậy em? Cái hoa ở trước này á, cái này gọi là hoa baby. À. Baby nó có nhiều loại, baby cắm bình và baby trồng chậu. Nhưng mà cái này là hoa baby trồng chậu. Nó sẽ không cắm bình được nhưng mà nó sẽ hoa nhỏ nó xum như cái chậu tròn vậy nè. À. Dạ. Thì cái này thì trồng cũng đơn giản thôi nhưng mà mình phải có sự đam mê, nhiệt huyết về nó thì mình sẽ thành công thôi. Chứ còn mà mình không, mình muốn trồng nhưng mình thật sự mình không quan tâm, mình không nhiệt huyết về nó thì mình sẽ rất là khó trồng. À. Dạ, nó đơn giản vậy thôi. Thì cái vườn hoa của em đây là cái vườn hoa cối xay gió. Cối xay gió. Dạ, nó có cái cối xay gió đằng sau luôn. À, rồi tí xíu nữa chị cũng sẽ đưa hình ảnh cối xay gió của em lên. Dạ. Bây giờ chị muốn hỏi thăm cái hoa này em trồng khoảng bao nhiêu tháng em mới thu hoạch được như thế này? Cái này thì cái hoa này là nó 3 tháng. À. Từ cái lúc mà gieo tới lúc nó ra hoa, nó ra hoa thì cái lúc mà nó ra hoa xum chậu gì á, là nó được khoảng từ 2 đến 3 tháng tuổi. À. Nhưng mà nó ra hoa đầu tiên là khoảng 45 ngày. À, 45 ngày. Dạ, 45 ngày nó sẽ ra hoa. Nhưng mà nó được xum gì nó khoảng từ 90 đến 100 ngày. Dạ. Ồ, tính ra em còn quá trẻ nhưng mà em rất là khéo, em chăm chỉ xem mà cái vườn hoa chị lên này chị thấy chị mê luôn. Em có thể quay bên cái hoa này chút xíu, hoa cẩm chướng. Cái này là theo cái sự đam mê của mình thôi chị. À. Ví dụ như là mình thích điều đó, mình đam mê, nhưng mà mình phải bỏ tất cả, mình theo cái mình đam mê của mình thì mình mới thành công được, ok. Chứ còn mình thích, nhưng mà để thực hiện điều đó nó rất là khó. À rồi, cảm ơn em. Bây giờ chị cái này là hoa cẩm chướng. À. Thì
cái tuổi đời của hôm trước này nó ngắn hơn hoa baby này. Nó là khoảng 2 tháng. Thì tới lúc mà khi mình trồng lên nó nở hoa là khoảng từ lúc mình trồng nó khoảng 45 ngày là bắt đầu nó ra hoa. Dạ. Ồ nhưng mà nó đẹp quá. Chị muốn hỏi là cái vườn hoa này của em đã có từ bao giờ rồi? Bao lâu rồi em? Dạ khoảng từ 3 năm rồi chị. Nhưng mà 3 năm. Nhưng mà nó nổi trội ở thị trấn Nguyên Giảng này khoảng 2 năm. Thì một năm đầu em từ Sài Gòn em về á thì là nó là không có nổi trội. Nhưng mà từ năm thứ hai đâu, thứ hai đi á là em muốn tạo ra một cái sân chơi cho cái trẻ hay là cái người thích yêu thích cái hoa này kia á. Đó. Thì mình em mới tạo ra này kia. Chứ thật sự là chị nghĩ là một cái nhà mình trồng hoa vậy mà thật sự mà tiếp khách này kia phiền lắm chứ. Đó, thật sự phiền. Nhưng mà em nghĩ khác. Đó. Thì em mới tạo ra cái sân chơi vậy. Thì em muốn từ cái đam mê của mình mà nó đẻ ra cái sinh lời lãi này kia. Đó, một cái quá trình rất cực kỳ khó. Đúng rồi. Dạ. Chị thấy ở đây rất là tuyệt vời, nhất là cái phong cảnh ở phía trước. Dạ. Rồi các bạn ơi, ở đây mình thấy cái phong cảnh xung quanh đó là cánh đồng ruộng. Ở phía trong này, giữa một cái cánh đồng ruộng lớn như thế này thì có một cái vườn hoa. Mà cái anh chủ trồng hoa này các bạn nhìn thấy rất là trẻ trung. Dạ. Dễ thương rồi, rất là dễ mến nữa. Nói chung là kiểu như là mọi người á mà ủng hộ em càng nhiều vậy nè. Thì em sẽ cung cấp lại cái dịch vụ rất là ok cho mọi người. rất là nhiều, em rất nhiều ý tưởng. Em sẽ cung cấp cho mọi người. Đảm bảo mọi người có những cái bức ảnh hay là những cái trải nghiệm này kia nó khác đi một chút. Đó. Đó, nhưng mà quan trọng là cái tấm lòng của mọi người đối với em thôi. Đó. Thì à, lúc rồi. Mà cái gì em sẽ duy trì, em sẽ phát triển nó về. Theo chị thì em quá tuyệt vời luôn. Và em dạ. Chị cũng chúc em là cái vườn hoa của em càng ngày càng phát triển. Và qua cái YouTube này của chị là dạ. Chị sẽ có nghĩa là đưa hình ảnh đẹp đến tất cả dạ. Các bạn Sài Gòn dạ. Và sẽ đón nhận những cái hình ảnh mà của em nó như thế này nè. Chị thấy nó rất là thành công rồi đó. Chúc em thành công thì cũng chưa thành công. Nhưng mà cũng đây là lấp liếm giữa hai cái thành công và thành công thôi. Nhưng mà em cũng rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ vườn hoa cỏ xe gió. Rồi, dạ. Rồi cảm ơn em, chúc dạ. Em thành công hơn nữa nha. Dạ rồi, em cảm ơn chúc mọi người xem kênh YouTube của chị một ngày rất là vui. Rồi, dạ. Tôi cảm ơn em. Dạ, bye bye. Dạ. Đam mê nữa đây chị. Dạ. Này là một cái vườn hoa khác nữa. Các bạn nhìn thấy là ở trước là hoa mồng ghè. Ở phía trong kia là hoa vạn thọ. Đẹp quá. Này là một cái hoa khác nữa. Khi mà Tố Lê đang quay phim như thế này thì ở ngoài trời rất là nắng. Giữa cái khí hậu thời tiết nắng nóng như thế này mà có một cái vườn hoa này thành công như thế này mình thấy đẹp quá đi. Ở phía xe kia thì các bạn đang mua hoa. Cái chậu hoa này rất là đẹp. Em ơi, em gái, em mua cái chậu này khoảng bao nhiêu tiền vậy? Mua cái chậu này 90 ngàn. Ở đây một cái chậu hoa này là 90 ngàn nè các bạn. Sao đây thì mình thấy nó quá rẻ. Hoa nó quá nhiều luôn. Đẹp quá. Cảm ơn em. Này là hình ảnh cối xe gió các bạn. Ở đây là cái cảnh quan xung quanh của cái vườn hoa.
ở đây có những cái bàn tre và ghế tre. Khi mà buổi trưa mà lên trên này ngồi thì mình thấy cũng rất là mát mẻ. Ở đây có nhiều ý tưởng rất là hay. Về cái vườn hoa này thì anh chủ nhà chỉ để cho các bạn đi tham quan và chụp hình thôi. Chứ cứ vào cái cổng hoa này cũng không có tốn phí hay gì cả các bạn à. Chủ yếu là hướng dẫn làm cái vườn hay làm cái này kia cho nó đẹp thôi. Còn hoa em không có chỉ. Ở đây thiết kế cũng rất là đẹp. Ở đây có một chiếc xe cổ này các bạn. Đây là cái hoa của mình mới mua này. Thôi thì Tố Lê xin dừng video tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem và like, chia sẻ video của mình. Xin hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn vui vẻ và hẹn một ngày gặp lại ở Vạn Ninh. Tố Lê sẽ dẫn các bạn đến thăm vườn hoa như thế này. Xin tạm biệt các bạn.